Ôi, cà gà chỗ Mỹ Hạnh làm nó bị cháy lớn lắm rồi, anh chạy xuống đây coi có gì không. Thì em đang ngồi ăn cơm mới vừa xong, em ngồi uống nước thì em cuốn lên em bỏ, em chạy liền chạy xuống dưới thì thấy nó cháy bùng bùng ở dưới rồi. Là suốt đêm cái hôm mà xảy ra vụ hỏa hoạn đó là coi như anh ba túc trực ở đó tới Dạ, sáng luôn. em thúc trực tới 5 giờ sáng luôn. Tới 5 giờ sáng là mình không có cái tin tức gì hết trơn, không có nguồn tin gì rồi, mình mất hy vọng luôn rồi, chứ nó mệt dữ lắm. Tại vì em mấy ngày trước em đi lao động ngoài nắng, nó bị giống như say nắng vậy đó, rồi nó đuối, nó mệt dữ lắm. Rồi hôm đó, đêm đó thức tới sáng đêm đó rồi em mệt, em về em nói thôi, em nói với thằng Út, em nói thôi hai anh em mình về đi rồi nằm nghỉ tí xíu cho nó khỏe khỏe, chứ giờ anh mệt lắm rồi. Giờ về đi rồi 7 giờ sáng mình quay lại mình bắt tin coi sao. Thì về ngủ tới 7 giờ sáng thì thằng em Út nó điện, nó nói anh ơi chạy lên chỗ bệnh viện Thường An đi, bây giờ có người báo tin là xuống để nhận thi thể. Dạ vâng, Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải. Lời nói đầu tiên cho Hải xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật ngon giấc nha. Thì ngày hôm nay Hải có mặt tại An Giang để quay chia sẻ cho cả nhà biết về cái câu chuyện của cô người người của con gái mà bị không may bị mất trong cái vụ karaoke ở dưới Bình Dương cả nhà. Thì ngày hôm nay là được sự chia sẻ của phía gia đình, thì hãy muốn đến để thực hiện cái chương trình và ghi hình chia sẻ gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị mình xem. Thực sự là hãy thấy rất là thương cho cái hoàn cảnh và gia đình của bên chị Linh này. Thì bây giờ hãy xin mời quý cô chú anh chị mình hãy hướng mắt vào màn hình trong video nha. Cô mới đứng gần bên cô mới nói, cô nói với nó, cô nói bây giờ là con mãn phần rồi, giờ con thiếu nợ ba mẹ nhiêu đó thì con ra đi rồi. Rồi bây giờ thì thôi con vui vẻ ra đi đi, mẹ không có buồn, nhưng mà con phải độ mẹ cho mẹ mạnh giỏi là mẹ mua nuôi mấy đứa con của con, chứ mẹ chỉ nói bao nhiêu với con thôi. Thì bây giờ con hết nợ gia đình rồi thì con cứ đi đi, rồi con đừng có buồn phiền cho con, đừng có lo cho hai đứa con của con, rồi con tự đi đi theo hướng về Phật, đi theo Phật, chứ còn bây giờ là con hết nợ rồi thôi, con mẹ cũng không buồn gì hết. Rồi mà con cứ đi, rồi mẹ ở đây mẹ nuôi con chu toàn, là mẹ hứa là nói với nó gì. Đứng lúc liệm nó mình đứng kế bên nói vậy. Tội cho hai đứa nhỏ quá nhỏ. Bữa đi lên Bình Dương á, cái lấy đồ của mẹ nó bận vừa luôn, cái mẹ nó thấy vậy, mẹ nó nói ủa bộ con thích bận đồ của mẹ, dạ nói, vậy thôi con lấy bộ đồ đó con bận luôn đi. Là ngày hình như ngày nay hay hồi nào bộ đồ đó rồi ướp vậy ngày nay, còn dây chuyền đồ nè là mẹ nó mới sắm hởm. Mới sắm cái lúc mà đi lên Bình Dương, sắm hai chị em hai cọng dây dưới này, là đợt đợt cái sắm đây rồi mới đi ha, rồi sắm hai cọng dây chuyền, rồi có sắm cái đôi bông giả nữa nha, mà con nhỏ này đeo cánh sao mà nó sứt một chiếc, rồi nó đưa cho bà ngoại giữ, bà ngoại giữ rồi còn chiếc nó lột luôn cắt đâu, rồi giờ cô vụ này cô cũng quên luôn, giờ mất đôi bông rồi, mua cho nó một đôi bông, mua cho nó đôi bông với nhẫy chuyền đồ giả đồ báo bạc si gì đó, rồi thằng em nó thiện cộng dây chuyền nữa. Nói chung là con gái cô ngã này nó có hiếu lắm, nó chu toàn, nó lo đó, ba nó bệnh nhiều lắm, nằm nhập viện hoài hoài luôn, phẫu thuật ở Chợ Gãy là hồi lúc đó đâu có bảo hiểm,
là nó ngay đi nằm nhập viện ở đây, rồi bảo hiểm bên bên nhà nước là có cái cô đó, cổ bên cũng bên từ thiện, cổ mới hướng dẫn làm cái bảo hiểm liền tốc hành trong chiều bữa đó, là nhập viện là đi phẫu thuật ổng là làm lấy trong ngày luôn. Lấy trong ngày luôn, làm là lấy tích tắc trong buổi chiều thôi, là khoảng một đầu giờ chiều là thằng con chạy về đây lấy chứng minh rồi xuống, là bà làm tới 5 giờ chiều là có bảo hiểm rồi đi nhập viện trong phẫu thuật đó. Còn mấy anh con trai của cô nó giờ là làm ở đâu? Nó về đây hết rồi đó, nhưng mà nó cũng ở làm Bình Dương, nó cũng là cũng làm công việc ở trên Bình Dương. Nó bằng công nhân ngoài chứ nó không có vô công ty. Một thằng Út thì nó ở chung với chị nó đây, nhỏ này nè. Rồi một thằng anh thứ ba thì nó ở riêng, cái nhà trọ nó cách nhau chắc cũng xa. Nhà trọ của con nhỏ này với em Út nó thì ở gần cái chỗ cháy. Cách khoảng chừng theo như là độ chắc khoảng 500 thước, 500 mét. Còn cái thằng anh thứ cả nó thì ở xa chắc khoảng cô cũng không gần mà thấy xa lắm, chạy khoảng chừng 20 phút mới tới, chạy xe hai bánh thì là khoảng 20 phút mới tới. Là cô không... là mấy giờ là cô nhận được điện thoại báo tin dữ ở Bình Dương vậy? 11 giờ rưỡi đêm, là đêm 6 tây nè. Là nó gọi về, thằng lớn đó là nó gọi đầu tiên, là anh hai đó. Dạ, anh hai cả đó. Là nó gọi về, nó nói là mẹ ơi, nó gọi mình nói chuyện mà nó hỏi chứ mẹ thức hay ngủ. Thì mẹ cô mới nói là mẹ ngủ. Thế nói thôi mẹ thức đi, mẹ thức đặng mẹ đi ra mẹ đốt nhang đi. Mẹ bây giờ là trên này cái chỗ Mỹ Hạnh nó mần là nó cháy rồi, mà bây giờ con thì không chạy tới chạy luôn mà kiếm, cũng như nó giấu đoạn đầu là lúc đầu nó không cho mình hay. Bởi vì cái sợi cháy này là đâu nghe nói là cũng 8-9 giờ gì đã cháy rồi, mà tới 11 giờ rưỡi thì tất nhiên cái đoạn này nó giấu nè. Rồi nó mới nói vậy, nói vậy thì cô bật rồi vậy cô ra cô đốt nhang liền, cô giấy giấy rồi cô quay vô là cô nói chuyện với nó một đó. Rồi cô quay ngang cô điện nhỏ kia mấy cuốc, rồi cô trở lại cô điện thằng Út, rồi cô trở lại điện thằng này là dẫn tới sáng. Cô liên tục cô làm hoài, nhưng mà có điện nhỏ này là liền lạc là ba cuốc. Rồi là cái lúc mà cô điện cho bé Linh là cái lúc nó còn chuông, còn chuông điện thoại chuông còn chuông, nó reo hoài mà không người bắt máy. Rồi cái cô nhồi là cô điện nữa cái nó cũng cái nó tới chuyện nó hết cuộc, cái nó nhồi là ba là... nói chuyện như này đó. Mẹ gọi nó không được, nó rồi cái con sao rồi thì thằng cũng như là anh em nó đồng lõa nha, nó giấu cô là mẹ là biết đột ngột quá là nó mới hỏi là cô một cô chắc là cô chưa khóc, cô cũng chưa cái bắt đầu cô nói thì sao rồi chỉ con sao rồi thì bắt mới nói là ủa sao mà mẹ hay sao mẹ hay cái bắt đầu cái cô nói là, anh con nói rồi thì cô, bắt đầu nó mới chịu thiệt. Cô nói chấn đầu hai chưa nói không anh hai, anh hai nói anh hai nó điện cô biểu hay là tất nhiên chứ phải chi nó điện cho hay đi, chị bị cháy đồ gì đó nó điện giống như anh đó đi. Còn anh Thinh mà nó còn hỏi chứ sao mà mẹ hay đó, thì cô mới trả lời là anh Hòa con nói rồi, nó là cháy nãy giờ rồi thì nó mới chịu thiệt. Rồi nó đi tới đi lui đặng kiếm đi lợi đứa một ở nhà thương, nhưng mà nghe nó chỗ cháy đâu cho lại tới cửa đó. Thì
nó nói còn ít à mẹ ơi, bây giờ con cho mẹ hay là cái máy điện thoại con sách điện số lạ phải con này con cho mẹ hay là cái máy con nó hết pin rồi, này con nhờ điện máy điện này lạc nó thì bắt đầu là đó chứ hừ số nó là hết pin ừ. Rồi là cô gọi con nhỏ này đến là ba học sau đó ngưng là gọi chở qua hai thằng trai giết không được thì cô chở lại gọi nó một lần nữa là không được nữa thôi là thuê bao không là không có thuê bao là cũng kéo hoài mà không được vẫn cũng chuông hoài mà không được rồi gọi liên tục gọi con gái gọi con trai gọi ba cuốc rồi miếng ngân lại gọi hai thằng em đó là gọi mấy cuốc mấy không có người trả lời đó là con nhỏ này là tất nhiên bốn cuốc nhưng mà ba cuốc đầu là gọi liền luôn rồi không được là mới đứt đoạn một thời gian là mới điện gọi là gọi với thằng anh nó rồi thằng em nó rồi mới đảo lại nó quận nữa thì cũng chuông vẫn gieo rồi thì tới 2 giờ sáng là gọi cái máy con nhỏ này không được nữa là không biết là lý do sao nó hết pin hay lại quạt là sao thì mình không biết là lúc đó là không còn liên lạc mà mấy gà nó để điện thử mình điện thử coi có ai mà nhặt được cái máy này. Nhiều khi người ta gọi mình mấy hôm nay đó. Mấy hôm nay không có gọi luôn bị đâu nhớ về vụ này rồi luôn tới luôn không gọi chứ giờ mình gọi thử rồi có còn thí dụ như người ta có lùm được hoặc hay là quạt cháy nhiều khi nó cháy tới cũng như cái ngọn lửa mà nó cháy tới đó là nó bị hư mẹ rồi giờ nó ví dụ như là nó cũng hết pin hết đồ là hết như cháy ghê lắm như ý là mình thử là như ai mà có lùm được khi mà người ta chữa cháy mà người ta có lùm được á thì bây giờ mình gọi thử là người ta nói bây giờ ở đây lùm nhặt được cái máy này vậy đó thì có thể gì mình nghĩ vậy thôi mình nghĩ vậy coi là nó có phải gì không đã chia sẻ trên của thành phố TV thì con cũng đăng thông tin này cũng như là cái hoàn cảnh của cô mong sao là cũng có như con cháu mà lên máy gì nè thì bên Mạnh Thường Quân hay là quạt cô bác gần sai đó chứ phải thiếu nợ rất mừng. Ai báo tin cô? Thì con của cô nó báo tin lúc 11 giờ. Dạ. Có mình nên nói thôi chứ đâu có ai báo. Luôn.
là nó đón rồi là tới nhận xác luôn. Dạ. Là xe cấp cứu chỉnh đưa về. Dạ. Còn đây đây là Ngọc Linh. Ừ. Đó đang thì nghe ở cái ngày chiều đó thì cô nó còn đang học buổi chiều đó. Dạ. Cô xin với ngày mốt là nghỉ học hai ở nhà thì ở cô giáo phép nghỉ nhưng em đòi đi học cho con đi học nó. Ủa con ở nhà với mẹ con ngày nay phải có cô rồi. Là con được nghỉ hay mẹ con đi không có chịu nghỉ là đòi đi học. Đó, thôi con đi học mà con không chịu ở nhà. Yeah. Đó, rồi đi học rồi cái tự xin cô luôn, xin phép là chiều nay cho em nghỉ học. Yeah. Cho con nghỉ học là buổi chiều, là chiều nay không học. Đấy, nha, học có buổi sáng. Rồi này, nó biết mẹ nó là ra đi chưa cô? Con nhỏ này thì đấy, biết mà. Yeah. Thằng kia thì không có buồn, cũng còn biết ngây thơ. Nó còn ngây thơ quá. Nó chưa có biết buồn, cũng biết chết vậy nhưng mà không biết chết rồi chắc nghĩ là như một lần như đi Bình Dương là có ngày về. Chứ không biết là vĩnh viễn. Tưởng mẹ nó đang ngủ. Nó tưởng đâu là đi cũng như là gián đoạn đây chứ mai mốt chắc có thể về giống như hồi đi là một năm có thể là về hai lần hoặc ba lần thôi là có đám tiệc gì đó. Có chuyện gì mới là về. Con thấy giống thằng nhỏ ở bên Tân Châu á, mẹ nó cũng vừa mất. Mẹ nó hình như là có 25 tuổi. Ừ đúng 25 rồi. Tuổi. Nhưng mà đứa bé đâu có lệ quay. Nhóc nó có. Dạ. Đứa bé thì nó nói là mẹ con đang ngủ. Mà ai rồi thấy tội mấy nghiệp tuổi? Lắm. Cái đứa nó mấy tuổi? Có 3 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi ai nuôi? Đứa bé là bà nội nuôi. Vậy hả? Bà nội nói chung là bên nội thì cũng khá giả cho nên là cũng nuôi bé cũng được. Vậy vậy là mấy chú có lợi bên nội nữa không? Dạ. Có hả? Có, con có quay. Vậy hả? Dạ. Thì cô cho con hỏi là khi mà cái sự cố đó xảy ra đó thì bên phía chủ quán người ta có hỗ trợ cho gia đình mình chút nào không cô? Có. Bên bên quán hỗ trợ. Dạ. Rồi. Nghe nói là có nhưng mà cô nó biết cô thì cô không biết mà nó nói có. Thì hiện tại bây giờ cái công việc mà người ta họ đang xem xét đưa những cái nạn nhân ở trong đó về cho gia đình cũng rất là lu bu. Bên chính quyền cũng như là bên chủ quán cao kê lắm, rồi gối còn hơn mình nữa đó. Nhiều lắm. Và hiện tại bây giờ bên phía cơ quan chức năng người ta họ đề nghị là truy tố cái vụ đang, này. Đang truy tố cái vụ này. Cái vụ này. Khởi tố coi có ai hại không. Để phải có một người nào đó là nhận trách nhiệm này. Tại vì là cái số người thương vong rất là lớn trong cái vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương ấy, là 33 Hồng người. Hồng mới lên hả con? Nó cũng rất là lu bu. Mới lên đó con. Cho nên là cái số tiền mà bên chủ quán lại tiền mà người ta là để người ta mới hỗ trợ. Con cũng nghe trên thông tin là bên phía gia đình bên kia cũng vậy cô. Thì nói chứ như gia đình cô á là chết thì trong gia đình cô mất mát có một đứa con. Cái
Quán karaoke đó là người ta có thể là người ta khổ gấp mấy chục lần cô. Dạ. Tại vì người ta phải lãnh đạo là không biết có bồi thường hay không. Dạ. Thì nói chung là cũng phải cho người vài chục gì đó là người ta còn phải... Dạ, phải đi. Cái tai nạn này là người ta chịu gấp mấy chục lần. Dạ, dạ. Cô khổ chỉ có một, nhưng mà bên đó là người ta phải chịu khổ gấp mấy chục lần. Dạ. Rồi cô cũng đáng thương cho ở đó người ta không muốn, nhưng mà cái sự cố thôi. Dạ. Chứ ai muốn vậy. Con nghe nói là một gia đình mà có ba người chết. À, là ở Nam Định đó cô, ở Thanh Hóa. Thanh là Hóa. Hai vợ chồng với một đứa con đó. Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà cũng trong vụ vụ dạ, việc dạ, này cũng dạ. Là nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương. Dạ. Dạ. Con nghe là nó có hai vợ chồng với một đứa con là dạ. Đi ăn sinh nhật gì đó là dạ. Chết một nhà mà ba người. Dạ. Rồi cái đó là khổ gấp mấy lần của cô. Quá thảm khổ. Khốc. Cái vụ cháy này quá thảm khốc. Thiệt là bất ngờ luôn. Dạ. Nhưng mà con của cô nó chết nhưng mà còn được được là nó có phước nhiều hơn những cái đứa bạn của nó. Dạ. Những đứa bạn nó bị cháy đen rụi rồi cả gia đình không nhìn được. Dạ. Hồi sớm mời là bắt máy lên đó là cái cô mà vợ của chú Minh Tân. Dạ. Bắt lên hay là ủa phải máy đó không hay là máy nào quên. Mà nằm ngang thấy gì nè, nằm dọc giống dạ, như là Covid vậy đó. Giống như cái đợt mà Covid hôm trước vậy đó. Dạ. Ờ cô nằm gì mà xui ngừ gì nè, là cô đếm dọc gì là hình như 7-8 người. Rồi một dãy này ba người nữa nè, rồi sao mà đứt đoạn nè, như lần đều hết mà sao đứt đoạn đây có đầy người. Là tổng cộng hình như là cái phần đó 11 người ấy, là chưa được là nhận dạng. Người ta còn đang giữ xác. Cô chú anh chị chia sẻ cái luồng like giúp Dạ thì nãy giờ cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe được cái lời chia sẻ của người mẹ của chị Ngọc Linh cả nhà. Chị Ngọc Linh có cái tên ở nhà là Mỹ Hạnh cả nhà ơi. Chị hưởng dương 26 tuổi. Đó, an táng tại đất nhà luôn cả nhà. À, đây là cái di ảnh của chị Ngọc Linh luôn cả nhà. Đây là cái câu chuyện mà thực sự rất là thương tâm mà Hải lần đầu tiên chứng kiến và thấy được cái câu chuyện của bên phía gia đình trong số những người bị không may bị chết cháy trong cái vụ hỏa hoạn ở quán karaoke Bình Dương. Trước đây Hải cũng đã có trực tiếp và quay chia sẻ cho cả nhà mình xem rồi đó. Thì bây giờ cũng đã khuya rồi và đêm nay là cũng là đêm cuối mà chị Ngọc Linh còn ở với gia đình. Ngày mai vào lúc 9 giờ vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9 thì coi như là sẽ được đưa về yên nghỉ với lòng đất mẹ ngàn thu rồi cả nhà ơi. Thì thực sự rất là buồn luôn cho một cái tuổi đời của chị Ngọc Linh còn rất là trẻ, đang còn rất nhiều những cái kỳ vọng, những cái ước mơ, những cái hoài bão trong tương lai, lo cho cuộc sống gia đình và đặc biệt là lo cho hai con nhỏ. Thì bây giờ chị Ngọc Linh đã không còn có thể thực hiện được những cái ước mơ, những cái hoài bão đó được nữa rồi. Thì thay vào đó, cái người sẽ thực hiện cái ước mơ này và thay chị Ngọc Linh chăm sóc cho các cháu, đó chính là bà ngoại. Là nãy giờ ngoại cũng đã có chia sẻ cho cả nhà mình rồi đó. Dạ thì Hải cũng xin phép được cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã dành thời gian ra xem video clip này của Hải đến giờ phút này. Yêu quý cũng như là ủng hộ cho Hải thì cả nhà hãy cho Hải xin một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tiếp thêm niềm động lực tinh thần cho Hải để Hải có thể ra những video mới hay và hấp dẫn hơn nữa. Đêm nay là đêm cuối mà chị Ngọc Linh còn ở với gia đình cả nhà. Thì ở dưới quê nên cái khung cảnh cũng rất là ảm đạm và không gian nhà của chị Ngọc Linh cả nhà mình không có nhìn thấy. Xung quanh dách là coi như là dách bằng gỗ, mái nhà thì cũng như là cũng siêu quẹo lắm rồi.
nền thì nền đất cả nhà, nền đất nè, thì rất là thương luôn. Với cô chú anh chị mình có tấm lòng hảo tâm muốn hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị, gia đình của chị Ngọc Linh, thì cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp về số điện thoại của Hải sẽ để trên màn hình video clip. Và một lần nữa Hải xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một buổi xem video thật là vui vẻ, và hãy để lại những cái comment, những cái lời thương tiếc và cầu mong cho vong linh của chị Ngọc Linh được ra đi thanh thản và yên nghỉ về với Đức Phật nha cả nhà. Hãy xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà ở những video clip sắp tới.